Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đó chính là Mitsubishi Pajero Sport ạ. Đây là phiên bản Pajero Sport 2.5 số tự động máy dầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và sản xuất năm 2011, đăng ký cuối năm 2011, chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn. Thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 488 triệu đồng quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2011 số tự động máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2011 số tự động máy dầu này ạ. Mời quý vị và các bạn